Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Thuyết Phụ. Ngày mai thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một dự án DeFi mới, đó là dự án Ketchum Finance. Và hiện tại thì cái dự án đang cho phép chúng ta farm với một mức lãi suất có thể nói là siêu khủng nha các bạn. Ok, ở đây các bạn truy cập vào phần farm này và các bạn có thể thấy là lợi nhuận cao nhất lên tới 86.543% trong một năm. Ok, ở đây thì các bạn lưu ý một chút nhá. Ở đây tỷ lệ siêu cao như thế này thì đi kèm với rủi ro siêu cao nha các bạn. Bởi vì khi mà bạn farm các cái cặp Ketchum và BNB này, Ketchum và BUSD, khi mà giá trị của đồng Ketchum bị giảm xuống ấy, thì tức là khi mà chúng ta add liquidity vào thì chúng ta sẽ bị khi các bạn gỡ cái pool đấy ra thì các bạn sẽ bị giảm tài sản rất rất là nhiều lần nha các bạn. Bởi vì các bạn để ý những cái đồng token này nó tụt cực kỳ nhanh luôn. Đấy, và những cái bài học mà chúng ta đã nhận thấy như là cái dự án Grantia này nó chia rất là nhiều lần. Thế nên hôm nay mình sẽ không hướng dẫn cho các bạn cách farm để có thể đạt được cái tỷ lệ lợi nhuận cao nhất này nữa, mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách farm để có thể giảm thiểu rủi ro hơn nhé. Các bạn vào phần pool này. Ở đây thì nó sẽ cho phép chúng ta staking các cái đồng coin đơn mà đạt tỷ lệ lợi nhuận cũng rất là cao. Ví dụ khi các bạn farm đồng cách thì bạn sẽ có được chỉ số API, APR lên tới 3.000%. Ok, đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Đầu tiên các bạn nhấn Connect với địa chỉ ví MetaMask của chúng ta. Các bạn nhấn Next và các bạn nhấn Tiếp tục. Ok, thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách farm. Ví dụ các bạn có thể farm đồng BNB này, đồng BUSD này và đồng cách. Ok, ở đây thì các bạn sẽ làm thế nào để farm đúng cách? Thì bạn nhấn Approve Contract. Các bạn nhấn vào phần Confirm. Các bạn lưu ý này, ở đây khi mà các bạn farm những cái đồng đơn này ấy, thì các bạn sẽ phải mất một ít phí deposit là 4%. Tức là các bạn chưa làm gì, các bạn deposit lên các bạn đã mất 4% rồi. Ví dụ các bạn đầu tư 100 BUSD đầu tư lên thì các bạn sẽ 4 BUSD nhá. Đấy, đấy là những điểm các bạn cần lưu ý. Tuy nhiên thì cái với cái lãi suất này thì các bạn sẽ hoàn vốn rất là nhanh thôi. Một ngày các bạn lãi được 8%. Thì một ngày lãi 8% thì 2 ngày là chúng ta một ngày thôi, chúng ta đã hơi rồi, đúng không? Các bạn mất 4% thì một ngày thôi các bạn đã thu lại được 8% mà. Ok, thì các bạn nhấn vào stake token này. Các bạn stake toàn bộ số lượng cách nhá. Các bạn nhấn confirm. Ok, các bạn nhấn confirm tiếp tục để có thể xác nhận được cái lệnh của chúng ta ở trên ketchumfinance.com. Ok, thì đấy, thì các bạn có thể thấy là chúng ta đã staking thành công rồi và mình khai thác được luôn. Đây là một cái cách để các bạn có thể giảm thiểu cái rủi ro khi các bạn tham gia vào cái chương trình farm ở trên các dự án của DeFi và đặc biệt là mạng Binance Smart Chain. Và các bạn lưu ý một điều nhé, chúng ta chỉ giảm thiểu thôi chứ không phải là tuyệt đối nha các bạn. Thế nên các bạn cần phải cân nhắc ở những cái chương trình DeFi và đặc biệt là những cái chương trình DeFi với cái lợi nhuận siêu siêu khủng khiếp. Đấy, mặc dù vậy thì bạn nào mà yêu thích mạo hiểm và tin tưởng vào dự án thì các bạn vẫn có thể tham gia vào farm các cặp để các bạn có thể nhận được cái lợi nhuận siêu siêu khủng khiếp này nhá. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho bạn cách farm ở trên dự án của ketchumfinance.com, một dự án của Binance Smart Chain với lợi nhuận siêu khủng khiếp. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiểu Thuyết Phụ. Chúc cho bạn tham gia thành công và nhận được nhiều token, nhận được nhiều tiền, nhận được nhiều lãi suất. Những gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Còn bây giờ, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.